là cơ sở kinh doanh xăng dầu. Nguy cơ cháy nổ cao, nhất là trong điều kiện nắng nóng gay gắt như hiện nay. Doanh nghiệp này đã đặc biệt chú trọng các vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ. Mới đây, qua kiểm tra lực lượng liên ngành công an điện lực địa phương, doanh nghiệp đã được hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến dây dẫn điện để kịp thời khắc phục, hạn chế các sự cố chập điện gây ra cháy nổ. Để đảm bảo phòng cháy chữa cháy thì có cả những bình chữa cháy khi hết hạn thì bên phòng cháy chữa cháy người ta nhắc là những hầm cát hố ga. Thời tiết nắng nóng kéo dài thời gian qua đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp tăng cao, đẩy phụ tải tăng đột biến, uy hiếp đến an toàn lưới điện. Vì vậy, ngành điện lực Phú Yên đã phối hợp với các lực lượng công an phòng cháy chữa cháy các địa phương kiểm tra hệ thống điện, công tác phòng chống cháy nổ ở những điểm có nguy cơ cao như chợ, các cơ sở kinh doanh tập trung nhiều hàng hóa. Nguyên nhân cháy do chập điện thì cũng là một cái nguyên nhân chính trong các cái vụ cháy. Thì chúng tôi có phối hợp liên ngành này để mục đích làm sao hướng dẫn cho bà con chúng ta thực hiện cho đúng các quy định về công tác phòng cháy trên địa bàn. Khi khách hàng lắp mới thì điện lực vận động bà con là sử dụng cái dịch vụ sâu công tơ của ngành điện cung cấp nhằm là cung cấp cho bà con là thiết bị đường dây sâu công tơ là đảm bảo an toàn. Nhờ tăng cường kiểm tra nên những vấn đề còn tồn tại hạn chế trong thói quen sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ đã được nhắc nhở kịp thời. Dự báo trong thời gian tới, nắng nóng trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ còn kéo dài. Do vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và cả doanh nghiệp chủ động kiểm tra các thiết bị điện trong nhà, trong doanh nghiệp, sử dụng điện tiết kiệm để tránh tình trạng sử dụng điện quá tải gây ra các hậu quả đáng tiếc.